nghệ sĩ Lê Tính đã bạch trần sự thật giữa sạc và xô, chắc là chiến này ở tù cả đám. Thời gian đầu của drama, khi mộ của cố nghệ sĩ vẫn chưa hoàn thành, chúng ta thường hay bắt gặp hình ảnh của vợ chồng nhân vật Sâu chậu đã xuất hiện trên mộ và bất ngờ khi anh ta cũng là con nuôi của cố nghệ sĩ. Nhưng con nuôi này là con nuôi cho vui thôi, chứ không có giấy tờ hợp pháp như hồng loan đâu nhé và dạ, vì sao mà gọi là con nuôi cho vui thì lúc sau quý vị khán giả sẽ rõ người con nuôi này đã cùng trợ lý kim hô đã dính nghi vấn vào việc trộm cắp tài sản trong két sắt của cố nghệ sĩ bao gồm con tỳ hưu bằng vàng huy chương trần hữu trang và tài khoản ngân hàng của nhân vật tên xô này cũng nằm trong số 11 tài khoản đã được hồng loan yêu cầu phải sao kê tiền phun điếu chắc là đã ăn ngập họng rồi nên định trốn hay sao đâu có dễ và thật sự là có trốn thì cũng không trốn được đâu vì mới đây anh ta đã được nghệ sĩ Lê Tính gọi tên và anh ta cũng có một sự liên kết khá lớn đối với sạc dơ. Hai chữ con nuôi của anh Sô chậu này cũng đã chỉ là kế hoạch và chiêu trò của dưỡng sáu ngang hông mà thôi. Những tháng qua, nhân vật Sô chậu đã âm thầm biến mất khỏi rama. Cư dân mạng đã đồn đoán rằng hắn đã ăn no cái tủ két sắt của chú rồi nhận tiền phúng điếu vào tài khoản đủ ấm rồi nên hắn ta đã khôn ngoan mà rút khỏi ồn ào tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy vừa qua trong một livestream giao lưu với khán giả và người hâm mộ nghệ sĩ lê tính đã bốc trần sự thật phía sau sự biến mất của người con nuôi cố nghệ sĩ hóa ra cũng là một chiêu trò thủ đoạn của những kẻ thầu đám ma mà thôi trước khi Rama bùng nổ, chia sẻ với truyền thông, Sô Chậu đã nói cơ duyên được trở thành con nuôi của ông Hoàng Cải Lương, đó là vì ba mẹ của hắn ta đều là bạn thân của cố nghệ sĩ. Yêu thương, quý mến nên cố nghệ sĩ đã nhận anh ta đã làm quý tử từ năm 12 tuổi. Anh ta rất thể hiện sự tôn trọng, trân quý dành cho ba nuôi của mình. Từ nhỏ, anh đã quấn quýt bên ba nuôi, dù không đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng ba nuôi của anh đã luôn hỗ trợ trong sự nghiệp và có mặt trong mọi bước ngoặt cuộc đời của anh ta. Tuy nhiên, trong live stream mới đây, danh hài hải ngoại Lê Tính đã bất ngờ tiết lộ một sự thật mà hắn ta kể ra không phải là sự thật sở dĩ xô chậu được trở thành con trai nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh thì tất cả đều đến từ sự kết nối của sạc dơ sạc dơ đã nói với cố nghệ sĩ rằng xô là cháu của ông ta sau đó lời ra tiếng vào rót mặt vào tay thủ thủy với cố nghệ sĩ như thế nào không biết mà cuối cùng cố nghệ sĩ đã nhận xô làm con nuôi thông tin của nghệ sĩ lê tính đã xé toạc mối quan hệ thâm tình giữa ba mẹ ruột xô chậu và cố nghệ sĩ mà anh ta đã xây dựng trước đây Hóa ra sạc dơ mới chính là ân nhân để xô chậu có cái duyên được trở thành con nuôi của ông Hoàng Cải Lương nước tiếng. Và đương nhiên chịu ơn phải trả ơn trong cuộc chiến của nhà Hồng Loan xô phải theo sạc mà sạc thì đang theo ai? Sạc đang theo bà Sáu cho nên phải ủng hộ Phượng rồi. Sự im lặng và ra đi trốn chui trốn lũi của xô chậu không đơn giản là vì đã ăn no, căng da bụng thì trùng da mắt đâu, rút vào hang để mà đi ngủ đâu phía sau đều là chủ đích của phượng hết nghệ sĩ lê tính đã nói rằng giữa sạc dơ và xô chậu họ tự nhận là chú cháu với nhau và ông sạc dơ cũng rất rõ tính cách của tên xô chậu này nam nghệ sĩ đã chia sẻ rằng xô chậu là người không có bản lĩnh dễ lung lay và điều quan trọng là họ không nắm được tẩy nào của xô chậu cho nên họ đã không khống chế được xô chậu với một sự thỏa thuận nhân nhượng để xô chậu tự động rút khỏi rama không xuất hiện không nói gì hết Xóa luôn cái tài khoản facebook đã có sự đổi chát nào đó nên xô chậu mới rút lui trong bí mật âm thầm như vậy vì xô chậu không tham gia với mức độ lì độ ngang và độ cứng đầu bằng những người đang hiện diện trong tập đoàn Cần Cần. họ tự biết nếu xô chậu tham gia bị cộng đồng mạng dí dữ quá xô chậu sẽ khai hết thông qua lời chia sẻ của nghệ sĩ lê Tính, chúng ta đã thấy được hai vấn đề đó là xô chậu có vẻ là rất yếu đuối mỏng manh và rất dễ bị thay đổi chính kiến một người đàn ông mà như vậy thì nó hơi có vấn đề phải không bây giờ chúng ta đã hiểu đâu phải tự nhiên mà xô chậu có thể an nhiên rút khỏi ra ma và không bị kềnh kềnh chèn ép phải lên tiếng hóa ra là do chúng không nắm được thớp gì của anh xô chậu này để mà đe dọa anh ta phục tùng cho chúng nếu như kim hô bị chúng bắt thớp là sao chép băng đĩa và là người cầm chìa khóa két sắt thì xô chậu lại không có cái thớp nào để cho chúng nắm đầu thành đờn guitar bị cộng đồng mạng dí chui vào đường cùng vì phát hiện ra cái quá khứ ấu dâm trẻ em của hắn guitar cứng cửa cỡ đó rộng miệng cỡ đó mà còn phải đứt dây nữa cơ mà két két bà lành bún bò mỏ hỗn cỡ nào nhảy tưng tưng sung nhất ở phía cần cần còn bị cộng đồng mạng rượt đến nỗi phải sinh tha dừng ra ma rút chân khỏi ra ma thì một người được nhận xét là yếu bóng dí như xô chậu thì sẽ ra sao khi bị cộng đồng mạng dí bỏ chạy là nhẹ đó ngược lại không chừng là quay sang khai hết với Hồng Loan luôn để mà có thể thoát thân. Suy cho cùng thì giữ sâu chậu ở bên mình nó cứ như là một con dao hai lưỡi. Và chính vì thế nên bọn chúng đã quá đơn giản đồng ý cho sâu chậu rút lui khỏi ra ma nếu không muốn có ngày bị sâu chậu đâm lén. Nếu sâu cứng cửa trung thành như thành đờn thì bà chịu được nhục giỏi như là Long Thị Hồ thì có lẽ những tháng qua sâu chậu là một trong những con thiêu thân sẵn sàng lao rèo lửa để chiến đấu bảo vệ cho Phượng rồi sự im lặng của sâu chậu chẳng có gì là tốt lành cả chưa cần bàn là anh ta có ăn cắp ăn trộm tiền huống điếu hay không nhưng đã phụ ơn phụ nghĩa của một người mà anh ta gọi một tiếng ba đã là người ơn giúp đỡ cả gia đình của anh ta sống như vậy người ta gọi là sống mỏm đó sâu chậu à và sự khoan nhượng đồng ý cho sự rút lui của phượng cũng chẳng có gì là tốt đẹp vì hành động này cũng nằm trong kế hoạch che giấu phi vụ thầu đám tang của họ mà thôi đối xử với người khác hoàn toàn là sự mô mô xảo trá nhưng lại dở cái giọng xin thương tôi bằng cả tình người phượng à trơ trẽn vừa thôi trơ trẽn kiểu này khi đứng trước giành móng ngựa sẽ khó ăn khó nấu với quan tò lắm và cho hỏi phượng muốn người ta đối xử với phượng bằng cả tình người thì phượng có đối xử với người ta như cách mà phượng muốn hay không hay là phượng trơ trẽn phượng tàn độc phượng đã đàn áp như cái cách mà phượng đã đối xử với hồng loan có một dòng chia sẻ vô cùng bức xúc được gửi tặng riêng cho Phượng từ một Facebooker. Chúng tôi trích dẫn nguyên văn để thể hiện sự bức xúc được y nguyên nhất. Cái thứ yêu nghiệt, sao sống mà chỉ biết xin xỏ, đòi hỏi, yêu cầu người khác phải tốt với mình. Bản thân mình muốn được thương bằng tình người mà đối xử với người khác như chó má quá vậy. Vì hả mày, mày thương cậu mày bằng tình người chưa? Mà cái thân cháu lại đi tước quyền làm cha của cậu để mộ phần của cậu lãnh lẽo mấy tháng trời không xong chờ đợi từng viên gạch của bá tánh mới xây được cái mộ hả? Thương cậu dữ chưa? Thương cậu sau lúc cậu sống, không lo khuyên nhủ ngăn cản cậu, nhậu, hút thuốc để giữ gìn sức khỏe cho cậu. Mà đến khi đợi cậu mất mới kể công, làm đám tang để mà ăn chặn tiền phúng điếu. Thương cậu sao không thay cậu yêu thương, bảo vệ con gái của cậu mà lại sát muối vào nỗi đau mất cha của người ta. Cái tình chị em chung sống với nhau từ tấm bé, mày quất đi đâu rồi? rồi tình người ở chỗ nào khi mà mày nở tâm la làng cho thiên hạ nghe là chị em cô cậu của mày là con nuôi của cậu mày tình người ở đâu cái khoảnh khắc má con mày đâm đơn yêu cầu tước quyền làm con của chị mày tình người mày ở đâu khi mày thấy ra rã trên mạng đám người mất dạy xúc phạm cậu mà mày mày không một lời phản kháng còn thân thiết tay bắt mặt mừng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người ta nữa ở đây ai cũng hiểu rõ mày hết rồi. Mày đeo cậu mày là do danh tiếng của cậu mày, tiền bạc của cậu mày, những thứ đó cậu có là nhờ khán giả nha mày. Trung quy mày nịnh cậu mày cũng là mong được hưởng ké chút tình thương từ khán giả của cậu mày thôi, có hay ho gì đâu. Nhưng mày đối xử với cậu mày tàn nhẫn đến mức méo mó như thế thì coi có chấp nhận được không? Khán giả của cậu cũng không thể nào mà dùng tình người để đối đãi với mày khi mày có những hành vi đó. Đã cho mày cơ hội rồi mà mày không biết nắm bắt thì thôi đừng có mà xin xỏ nữa. Mày muốn người ta thương mày bằng tình người thì trước hết mày hãy sống như một con người đi. Vừa rồi đó là những lời văn bức xúc của một vị khán giả ủng hộ Hồng Loan đã gửi đến để dạy dỗ Phượng. Riêng về nhân vật Xô nếu như Hồng Loan khởi động vụ tìm kiếm di vật của cha mình thì nhân vật xô này cũng sẽ được alo lên cơ quan chức năng để làm việc. Không chết thì cũng bị bị thương mà thôi.